Hello. Alo. Anh Chi đây nè. Quý vị nghe anh Chi có được không? Có rõ không? Hello. Anh chị xin chào quý vị nha, anh chị xin chào các anh chị các bạn nha. Bên YouTube thấy lên rồi nè. Bên Facebook lên chưa hè? Thấy luôn rồi nè. Hello. Một bàn làm việc bừa bộn. Quý vị có đó chưa nè? Anh chị xin kính chào quý vị nha. Bên anh chị là 3 giờ 58 phút thứ hai ngày 16 tháng 10. Cho anh chị 2 phút đi, cho anh chị 2 phút chờ đợi quý vị nè. Để coi anh em ở bên YouTube. Quý vị ở bên YouTube nghe rõ không ha? Còn các anh chị ở bên Facebook thì sao ha? Bấm like bà con ơi, bấm like. Vô đi like đi quý vị ơi. Còn sớm 2 phút rồi cho tôi rao hàng cái coi. Bấm like nha bà con nha. Nói chung là mình tương tác đi, mình gây thương nhớ cái đi để kỳ tới đó Facebook với YouTube nó biết mình thích cái này, nó đề xuất mình miết. Hiểu không quý vị? Anh Chi sở dĩ mà kêu gọi quý vị là bấm vô cái nút follow, subscribe và đăng ký ghi danh theo dõi rồi đó. Là để cho quý vị lưu cái dấu vết của anh Chi. Rồi sau đó mình bấm like, mình thả tim rồi đó, mình gây thương nhớ không, mình gieo duyên đó mà. Kêu là gieo duyên đó quý vị, để cho mấy cái con robot của Facebook với YouTube nó biết là quý vị thích cái kênh này, quý vị thích cái người này, thành ra kỳ tới cái quý vị mở máy lên cái nó đề xuất cái bản mặt này cho quý vị thấy nữa. Thành thử ra ngày nào anh chị cũng kêu gọi quý vị làm những cái động tác này hết trơn á. Nhớ nha, bấm subscribe nha, follow đồ, đăng ký ghi danh theo dõi đó, ai thích ai chuộng cái từ nào thì dùng cái từ đó. Và anh chị nhắc quý vị đăng ký thì mấy anh chị mà khoái cái chữ ghi danh nó không không vui, nói ghi danh chứ làm sao đăng ký. Mà nếu mà anh chị nói ghi danh không á, thì có mấy anh chị em ở trong nước mà lâu nay ít có xài cái chữ ghi danh á, không biết ghi danh là cái gì, thì ghi danh là đăng ký đó mà. Thật ra thì chữ nghĩa nó cũng không có giống nhau lắm đâu, nhưng mà tự vì mỗi nơi á, xài một chữ hồi giờ nó quen rồi, thành ra thôi anh chị bỏ sỉ luôn cho quý vị đó. Khỏi mất công bán lẻ. Ok, subscribe cũng nó, mà follow cũng nó, mà đăng ký cũng nó, ghi danh cũng nó, theo dõi cũng nó, ok, abonne cũng nó. Tôi bỏ sỉ luôn đó, ai ưng cái gì thì bóc cái đó nha. Rồi 4 giờ rồi đó, 4 giờ bên anh Chi rồi đó. Bữa nay mình làm cú ngắn ngắn nhanh nhanh lẹ lẹ thôi rồi còn đi đón con nếu mà kịp. Còn mà nói dông nói dài quá không kịp thì thôi cho cô giáo leo cây luôn. Ủa sao bên Facebook nãy giờ có 54 người đứng yên không nhúc nhích vậy trời? Facebook mà 340 mấy ngàn người theo dõi mà sao có 50 mấy người trên livestream là sao vậy? Trăm lẻ tám 208 rồi hả? Ủa sao cái phone tôi nó bị cái gì vậy trời? Bà con cô bác nào đang trên Facebook thôi, nhắn giùm cho anh Chi coi có bao nhiêu người theo dõi. Tại sao mà trên Facebook của anh Chi nó báo có 57 người theo dõi à quý vị? Còn ở bên YouTube là anh chị thấy 205 người á. Cái con số này nó có chính xác không vậy? Trên
Anh Tuấn Phạm nói anh chị đẹp quá, phải chi tôi mà gặp anh chị sớm ở Việt Nam tôi quyết sẽ theo đến cùng. Anh nói nhỏ nhỏ anh ơi, bà xã anh nghe cái kìa anh ơi. Ok. Thấy không, nhiều anh chị em ở bên Facebook cũng thấy cùng con số giống anh chị nè, 57 người nè, thấy không? Bây giờ mới lết lên được 64 người nè. Thôi mệt quá, không đếm nữa. Bữa nay mình nói chuyện gì quý vị? Mình nói chuyện tâm linh nha. Chuyện tâm linh là không có đùa được đâu. Đùa với thánh là thánh vật cho một cái chết mẹ ha. Thiệt, bữa nay là tôi nói chuyện tâm linh đó, không có đùa được đâu. Mấy giờ rồi, mấy giờ rồi? 4 giờ 2 phút rồi. Thôi mình vô vấn đề nha. Mình vô vấn đề đi. Chị Lily hỏi anh Hoàng về chưa hả? Đi hoang rồi, đi hoang rồi. Anh Hoàng về chưa? Ông Hoàng về chưa kìa, có người hỏi thăm kìa. Anh chị mến chào quý vị nha, mến chào quý khán thính giả, quý ông bà, cô chú bác, quý anh chị em, thân hữu, bằng hữu, chiến hữu. Những khán giả thân thương của kênh Tâm Thức Việt trên cả hai nền tảng YouTube và Facebook nha. Hôm nay anh chị rất là vui được trở lại với chương trình livestream của mình. Bữa nay cái nội dung mà anh chị muốn trình bày với quý vị là một cái nội dung hết sức là tâm linh. Mà ta nói đó, chuyện tâm linh là không có đùa được đâu. Tại vì sao? Muốn biết gì sao thì quý vị ngồi từ đầu chí cuối nha. Quý vị ngồi từ đầu giờ dần đến cuối giờ Dậu nha. Nghe cho hết bài là quý vị sẽ biết tại sao mà chuyện tâm linh không có đùa được đâu. Bởi vì tôi nói bao nhiêu đứa bị thánh vật rồi, thấy không? Sáng giờ đọc báo, thật ra là cái chuyện này, cái tin này là nó xảy ra được 2 ngày rồi, ngày 14 tháng 10 anh Chi cũng thấy cái tin này rồi. Nhưng mà tới sáng hôm nay thì mình thấy là bắt đầu là bà con bày tỏ cái thái độ, bà con phản ứng một cách rõ ràng và dữ dội. Thì phải nói rằng là dân Hà Nội được một phen lên ruột ha quý vị ha. Nói chung anh Chi hy vọng rằng là cái cơn lên ruột này của bà con mình ngoài Hà Nội đó thì nó có thể nó dấy lên được một cái gì đó. Chứ mình mà cứ xìu xìu ển ển á, không thì cái ngọn sóng này nó cũng sẽ lặn lờ rồi nó cũng chìm xuống thôi. Giống như hồi xưa cách đây mấy năm quý vị thấy là cái vụ mà phản đối chặt cây đó. Cái vụ phản đối chặt cây xong rồi thanh niên rồi thiếu niên rồi già trẻ lớn bé đồ đi biểu tình rồi đi phản đối cái việc chặt cây. Cuối cùng thì cây vẫn bị chặt. Rồi bắt hốt cho một mớ rồi thì cái làn sóng đó nó cũng chìm xuồng thôi. Thành thử anh Chi không biết là đợt này mà anh Chi thấy mấy anh chị em, mấy cô chú bác rồi đủ mọi tầng lớp mà dân Hà Nội, kể cả là Hà Nội chính gốc hay là Hà Nội mà di cư đến Hà Nội rồi 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 trở thành dân Hà Nội đó. Thế thấy mọi người bắt đầu xôn xao, bồn chồn và lo lắng. Thì anh Chi bắt sóng được là anh Chi thấy rằng là người dân Hà Nội nói chung là đang được một phen lên ruột. Có điều mình không biết là cái ngọn lửa này, cái ngọn sóng này nó sẽ dấy lên được bao lâu, hay là nó sẽ lại chìm xuồng như là cái vụ chặt cây. Mà nói chung thì anh chị thấy ở Việt Nam mình mỗi khi mà có một cái chuyện gì á mà nó kêu là gây nên một cái hoang mang ở trong dư luận rồi tạo nên một cái sự phẫn nộ bức xúc rồi đó thì nó cũng mau chóng hoặc là bị đàn áp hoặc là bằng một cách nào đó mà bà con lại được xoa dịu trấn an rồi. Cái chuyện mà hôm nay anh chị muốn nói á là quý vị cũng chắc là cũng có thấy rồi gì. Thấy cái bản tin rằng là người ta đang lấy cái cớ là người ta nạo vét, người ta chỉnh trang cái gì đó Hồ Tây chẳng hạn. Đúng không? Nhưng mà trên thực tế thì bọn thánh vật nó đang làm cái gì? Thì anh Chi lội qua một vòng mạng xã hội á, thì mình thấy cái phản ứng của người ta đó là người ta cảm thấy hoang mang, người ta cảm thấy giống như là trời cái hồ nó to đùng như vậy đó. Nhưng mà có thể là một tuần, một tháng sau mới đi ra cái lấp mất mẻ nửa cái hồ. Xong rồi cái bẵng điền thời gian lâu lâu họ mới đi ngang qua cái đường đó.
đường Cổ Ngư hay gì đó, rồi đi ngang qua cái hồ đó, một ngày nào đi lại nói ủa coi chừng mình đi lạc vào trong cái khu dân cư nào không chừng. Một lúc nào mình đi dạo cái mình nói ủa sao mà thấy hồi xưa đường Cổ Ngư đẹp lắm, mà đẹp đến nao lòng mỗi khi hoàng hôn xuống nữa. Đi trên cái đoạn đường đó rồi hoàng hôn lờ mờ, xong rồi vọng xa xa là tiếng chuông chùa Trấn Quốc nữa, sao bây giờ thấy đi đâu mất tiêu hết trơn rồi không thấy nữa. Hay là hồi trước còn thấy mặt hồ Tây mà đứng bên này nhìn qua bên kia không thấy bờ. Rồi những cái đàn sâm cầm nhỏ tao nói bay đi bay về và bay mà nhìn theo mà mỏi mắt không không. Anh chị có đến Hà Nội được mấy lần rồi nha quý vị, và anh chị cũng có đi dạo Hồ Gươm và Hồ Tây, thì phải công nhận rằng là ở ở Hà Nội thì nhiều hồ ha, ở Hà Nội thì nhiều hồ, hồ Trúc Bạch rồi hồ gì gì anh chị không nhớ hết đâu, nhưng mà Hồ Tây anh chị nhớ rằng là nó to lắm. Ở đây có anh chị nào, ở đây có anh chị nào mà dân Hà Nội mà ở quanh quanh khu Hồ Tây không? Đúng không? Mà cái hồ nó to như thế. Thật ra thì chìa khóa nhà à, ở trong xe. Xin lỗi quý vị. Đồng chí bạn đi đón con, hỏi chìa khóa nhà ở đâu. Anh chị từng có dịp đi đến nhiều cái hồ, ví dụ như hồi đó đi hát ở bên Chicago thì anh chị cũng đến một cái hồ rất là to, rồi Ngũ Đại Hồ ở bên Canada, rồi cái hồ ở ở đâu nhỉ? Ở Minnesota, đại khái ở bên Mỹ đó, họ có những cái hồ to lắm. To mà như biển vậy đó, kêu là biển hồ là vậy. Hay là cái hồ ở Lucerne ở ở Thụy Sĩ chẳng hạn. Nếu mà kỳ đó anh chị đi cái thuyền buồm á, nếu mà đi hết cái hồ đó chắc phải đi 4 ngày kiểu vậy. Thì ở đây mình không có ý so sánh, không? Nó có những cái hồ rất là to. Hồ thiên nhiên á, hồ hồ tự nhiên, hồ to to như cái biển vậy. Thì ở đây mình không phải mình so sánh. Nhưng mà để nói rằng cái gì ở Hà Nội mà có được nhiều hồ như vậy là một cái điều rất là quý, một cái điều rất là phải nói là mình nên nên quý, bởi vì đó là một cái điều kiện về về thiên nhiên, về tự nhiên. Hồ nó giống như là một cái bể chứa nước, thật ra thì nó cũng giống như là cái lá phổi, nó làm mát, nó làm dịu cái bầu không khí, rồi nó đem lại đủ thứ chuyện. Nói chung là rừng cây và hồ nước là những cái mà đại diện cho cái hơi thở của thành phố, của con người, được mệnh danh như là cái lá phổi vậy. Thì quý vị cứ nghĩ coi, ở ngoài Hà Nội á, thì nó mang cái nét cổ kính. Ở ngoài Hà Nội thì nó mang cái nét cổ kính không? Những cái kiến trúc cổ, rồi những cái con đường nhỏ, rồi những cái hàng cây mặt hồ, rất là nhiều hồ. Mình nói Thăng Long nghìn năm mà, với những cái nét đặc điểm riêng như vậy, đi đâu người người dân Hà Nội, người dân Thăng Long người ta cũng nhớ về và người ta rất là tự hào với những cái nét văn hóa cổ kính đó. Nhưng mà thử hỏi quý vị rằng là lọt vào tay cái nhà cầm quyền này thì liệu Thăng Long nghìn năm nó có còn cổ kính nữa hay không, hay rồi nó cũng sẽ biến thành cái thứ gì đó nó loang lổ, nó chỏng gọng và nó bát nháo, phải không nào? Theo cái tờ báo mới đó thì hôm 26 tháng 9 vừa rồi, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa mới ban hành cái quyết định số 4466, quyết định của Ủy ban Nhân dân phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây tỷ lệ 1:500 tại lô đất H2CC1. Nói chung là cái gì? Là chỉnh trang Hồ Tây, là nạo vét cửa Âu Xuồng đồ đó. Thì ngày hôm nay là anh Chi á, lôi cái chuyện này lên đây làm cái nội dung để mà trình bày, để mà chia sẻ với quý vị. Là tại vì sao? Tại vì anh Chi thấy cái bản tin này cũng một vài ngày ở trên 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 báo rồi, mà bắt đầu hôm nay thì trên mạng xã hội là dân tình người ta phản ứng, người ta bày tỏ cái quan điểm. Mà anh Chi nghĩ rằng mình nên quan tâm, bởi vì á,
cái chuyện mà cái nhà cầm quyền này nó dung túng cho một cái bọn quy hoạch, mà cái quy hoạch của nó đó nó bất chấp những cái nét kiến trúc đặc thù tạo nên một cái văn hóa đặc trưng của một cái vùng miền, hay là nó bất chấp cả những cái quy luật về về sinh tồn, về đô thị, về dân cư, về nó bất chấp mọi thứ. Cái quy hoạch của nó chỉ cốt làm sao để mà nó quy hoạch cho cái túi tiền của nó. Tức là làm sao để mà cái túi nó không bị chật, làm sao để mà cái túi nó không bị đầy, làm sao mà cái túi nó phải thăm thẳm giống như là cái túi của cái gì đó quý vị. Ăn một quả khế rồi trả bao nhiêu vàng đó, may cái túi ba gang, mà cái túi ba gang nó phải giống như cái túi thần kỳ của Doraemon vậy đó, cái túi không đáy. Rồi mình nói nó cái quy hoạch của bọn họ là như vậy, cái quy hoạch làm sao để mà may được một cái túi mà nhét bao nhiêu vô cũng không sợ đầy, không sợ chật, không sợ bung bét. Đó. Nói tuy là cái dự án này là chỉnh trang Hồ Tây, nạo vét cửa Âu Xuồng, nhưng mà quý vị dòm đi, dòm thực tế. Mà anh chị ở đây á, ồ nói anh chị có ở Hà Nội đâu mà biết. Anh chị có ở Hà Nội đâu mà biết, nhưng mà cần gì mà mình phải ở Hà Nội mình mới biết. Giống như quý vị bây giờ, quý vị ở một nơi nhưng mà nhờ Internet, nhờ YouTube, quý vị cũng có thể đi du lịch khắp nơi trên thế giới vậy. Mà nhất là khi mà quý vị lắng nghe những cái tiếng nói của những cái người dân địa phương ở ngay tại chỗ. Thì người ta nói đấy, đấy cái chuyện đó, mặc dù nói rằng là chỉnh trang Hồ Tây, nạo vét cửa Âu Xuồng, nhưng mà trên thực chất là cái gì? Chúng nó quay kín mít lại cả mấy trăm mét luôn, xong rồi âm thầm đổ đất ra lấp hồ. Như vậy thực chất không phải là chỉnh trang Hồ Tây hay là nạo vét cửa Âu Xuồng gì cả, mà thực chất là đang lấp hồ, đang đục khoét vào cái lá phổi của thủ đô. Người ta nói như thế, quý vị có đồng ý không? Phá rừng là phá cái lá phổi của người dân, và như vậy lấp hồ cũng là đang khoét vào cái lá phổi của thủ đô chứ còn cái gì nữa. Mà Hồ Tây là một cái linh địa của kinh đô ngàn năm đấy, không chơi đâu. Tại sao? Tại sao thì một hồi nữa anh chị sẽ dẫn giải những cái chia sẻ của những cái nhà trí thức, học giả. Nhưng mà Hồ Tây đã tồn tại ở đó cùng với kinh đô Thăng Long cả ngàn năm rồi. Cho nên người ta mới gọi là linh địa. Linh địa là một cái vùng đất rất là linh thiêng. Có độc địa hay không thì mình không biết, nhưng mà Hồ Tây là một cái linh địa của kinh đô ngàn năm, đúng không? Như vậy thì vấn đề tại sao bảo rằng là đại khái chỉnh trang rồi nạo vét này kia kia nọ, mà lại quay cái khu vực đó lại cả hàng trăm mét như vậy rồi lấp đất. Như vậy thì có phải rằng là đang chỉnh trang, đang nạo vét hay không? Hay thực chất là đang lấp đất, làm đầy? Như vậy đồng chí nào đang chịu trách nhiệm trông coi Hà Nội? Đồng chí nào tôi không biết tên, nhưng mà có phải là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội không? Như vậy thì đề nghị bà con mình á phải giống chống khua chiêng, làm cho to cái sự việc này lên. Để làm gì? Để đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra ngay và luôn cái việc này. Anh chị nghĩ đó là khẩn cấp ấy chứ. Quý vị nghĩ sao? Biển kìa, đại dương kìa, mà người ta còn lấp được. Ở thì cái hồ đó người ta lấp mấy hồi, phải không? Và cái vấn đề rằng cái nơi mà nó quay rào rậu, nó che kín bưng đó, rồi nó đổ đất nó lấp là ngay đúng cái chỗ bến thủy, là ngay trước mặt cái khu nghỉ dưỡng của Trung ương Đảng luôn. Thành thử rằng mình thấy rằng là cái bọn thánh vật này gan nó cũng to đấy, chứ không phải là cái bọn mà đạo tặc hay là cát tặc hay là đại khái là những cái bọn mà tặc 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 đó, thì nó còn lén la lén lút, nó còn cái kiểu mà vừa đái vừa dòm. Còn đây là ngay trước mặt khu nghỉ dưỡng của Trung ương Đảng, ngay cái bến thủy đó mà quay kín hàng rào cứng kín như bưng, xong rồi lấp đất lấp đồ như thế, thì cái bọn này là nó cũng không phải là tiểu tặc đâu, phải không? Nó cũng không phải là tiểu tặc đâu.
nó cũng là tặc tặc có hạn đấy. Một người dân á, sinh sống ở ngay cái khu vực Hồ Tây đó đã cho biết rằng là đâu phải là chuyện mới sớm nay đâu, ít nhất là đã 2 tháng rồi, 2 tháng nay rồi. Và bọn chúng nó làm một cái lều hơn 100 mét vuông để mà che mấy cái xuồng cano. Xong rồi bọn nó quay mấy cái tôn xanh lại một đoạn dài ở chỗ cái khu cầu đường đi sang bên chùa Phổ Linh á, và đi sang bên cái chỗ mà khu nhà nghỉ cấp cao của các ông to đấy. Mà những cái người có tham vọng này không phải là dân đen vớ vẩn đâu, tôi nói không phải là tiểu tặc đồ đâu quý vị à. Quý vị nghĩ mà coi, nếu mà không có cái sự cho phép của ai á, thì cái ban quản lý Hồ Tây với lại mấy cái ban quản lý phường Quảng An Hồ Tây này kia có dám làm không? Đại khái là ban quản lý mà ở cái cấp phường thì gan nó nhiêu to, đúng không? Đừng có nói cái chuyện mà quay rào đổ đất ra lấp hồ này kia là cái bọn kêu là gì đó, nhân dân tự phát hay là bọn dân đen vớ vẩn làm, không đâu, không hề đâu. Mà kể cả là ban quản lý Hồ Tây hay là các cái cấp quản lý của phường Quảng An Hồ Tây mà tự dưng khơi khơi mà dám làm đâu. Trời ơi, ban quản lý cấp phường thôi mà làm gì dám, phải không quý vị? Về cái câu hỏi là phải như vậy, mà ở ngay cái địa điểm đó, ngay cái trung tâm đó, mà trước cái khu nghỉ dưỡng cao cấp của các ông to nữa, các quan to nữa, thì làm gì mà có cái chuyện mà dân thường hay là tiểu tặc mà đạo tặc nhàn nhàn mà đến đó mà quậy đục nước nữa. Được chứ? Mà cái người dân ở chỗ đó người ta nói đó, hồi trước đó gần cái công viên nước là có cái hồ sen. Cái hồ sen này nó sát cạnh cái hồ Tây, sát cạnh cái nhà máy xử lý nước hồ Tây luôn. Nhưng mà rồi làm sao? Số phận là gì? Sau một thời gian mà quay tôn xanh bịt kín thì nó đã trở thành quán bia và quán cà phê. Má có cái hồ à, mà nay lấp chỗ này mai lấp chỗ kia, hay là tại vì cái hồ Tây nó to quá thành ra lấp tẹo này cũng đâu có làm sao. Tôi nói mà với cái suy nghĩ này á thì mấy cái biển hồ bên Canada bên Mỹ là sớm là bị san bằng rồi. Hồ to quá mà, trời, hồ to như biển ấy mà lấp một tí chỗ này xây vài ba cái khu đô thị có làm sao. Thậm chí là bờ bên đây làm vài cái khu đô thị, qua bờ bên kia làm vài cái khu đô thị, thì ở giữa cái lòng hồ vẫn còn nước kia mà. Hết đi đâu được mà lo, hả không? Má có cái hồ thôi. Nay nó lấp đi một ít, mai nó lấp đi một ít. Nó lấp dần, lấp dần, lấp dần, đến khi nào mà nó biến cái hồ Tây thành cái ao làng nó mới thôi. Mà liệu cái hồ Tây biến thành cái ao làng nó đã thôi chưa? Chị nói quý vị nghe, anh chị ở Sài Gòn hồi xưa đó, anh chị hay đạp xe đạp đi xuống cái khu ngã tư Bị Hiền, xong rồi đi vô khu Đồng Đen, Bào Cát đồ. Quý vị biết hồi đó đường đất đỏ ha, ổ voi ổ khủng long không à. Mỗi lần anh chị đạp vô trỏng á, hoặc là mấy đứa nhỏ thuê xe ba gác đồ, ba gác đạp hay ba gác máy rồi chạy vô trỏng chơi á, tại trong đó có mấy cái ao rau muống to lắm. Mỗi lần đi vô trỏng là cứ kêu con đường đau khổ. Mà thích đi vô đó là tại vì từ nhà mình ngã ba ông Tạ đạp xe xuống ngã tư Bị Hiền đâu có xa, rồi đạp thêm một chút nữa thì bên tay trái là quẹo vô Đồng Đen Bào Cát rồi, cũng không có xa, mà được thấy một cái không khí phải nói là làng quê thanh bình, còn tre còn trúc còn ao hồ rau muống. Vậy mà quý vị biết không, chớp mắt một cái không đến 10 năm biến mất mẹ rồi, thành những cái khu dân cư đông đúc đông đúc. Tức là ta nói không có cần mà phải kêu mà vật đổi sao dời, biển bãi nương dâu gì không hề. Chớp một cái mắt thôi, chưa đến 5 năm là mọi thứ nó đã khác quá. Thành thử ra nếu bây giờ cái hồ Tây nay nó lấp một tí, mai nó lấp một tẹo, mốt nó lấp một ít, mốt cái nó lấp thêm chút nữa, là ta nói một sớm một chiều. Bẵng đi 1 tháng quý vị không đi ngang khu đó, đi ngang lại nó, ố cái hồ nó biến đâu mất rồi. Mà ấy là cái hồ Tây nó to đùng như vậy, một cái hồ to đùng như vậy, hả không, làm giống như là cái lá phổi, cái quế, cái lá phổi đó, cái máy lạnh cho thành phố vậy đó, để cho mát, cho nó thanh lọc không khí, cho nó làm mát, nó làm dịu không khí. Không muốn đâu, cứ muốn lấp nó đi không à. Phải nói rằng là cái bọn này khác đất, khác nước, khác đến phát rồ, phát dại luôn á bà con.
Mà ở cái khu vực Hồ Tây thì chắc quý vị biết cái giá đất nó như thế nào rồi gì. Má, 1 mét vuông đất ở đó, cho tôi ngờ rằng giá nó có thể cả tỷ đồng. Thử hỏi quý vị, 1 mét vuông đất mà cả tỷ đồng, cái hồ nó bự chà bá như vậy, bọn thánh vật nào nó chê cho đặng. Mà quý vị biết Hồ Tây là được xem như là một cái kiệt tác quý nhất của Hà Nội. Mà người dân quanh đó người ta nói trời ơi, Hồ Tây bây giờ nó, tôi nói thật á, cái diện tích của Hồ Tây bây giờ nó đã mất đi hết 1/3 so với cách đây 40 50 năm rồi. Mà quý vị nghĩ coi, mất nhiêu đó mà ăn thua gì đâu, chưa đủ để mà lấp đầy bụng dạ bố con thằng nào cả. Thành ra học tập theo bác, lấp lấp nữa, lấp mãi, lấp cho đến khi nào nó thành cái ao làng thôi. Mà đến chừng mà nó còn chút bẻo như cái ao làng mà không ai làm gì ha, thì thôi nó lấp mẹ luôn cho nó xong, khỏi phải làng nhà. Đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là ai, có ai không? Đề nghị đồng chí kiểm tra việc này khẩn cấp đi. Hay là nghề của các đồng chí này là chỉ có ăn và phá thôi? Nơi nào có rừng thì mình phá rừng, mình xây hộ. Dám chừng nó nói thì bây giờ tôi lấp Hồ Tây để tôi trồng rừng. Ở Bình Thuận quý vị thấy không? Ở Bình Thuận thì phá rừng. Mà rừng rừng nguyên sinh, rừng đặc dụng mới chịu. Để làm chi? Xây hồ chứa nước. Còn bây giờ ở Hồ Tây á, nước mênh mông như vậy thì nó lấp hồ, nó xây dựng. Vài bữa sẽ có thằng khùng nào nó lên báo, nó nói tôi xây dựng, tôi làm mảng xanh cho thành phố. Tôi trồng cây, tôi làm cái mảng xanh cho thành phố. Thế nào nó cũng nói vậy cho coi. Dạ đúng rồi, anh Chi cựu học sinh trường Nguyễn Thượng Hiền ngã ba ông Tạ đó. Anh Chi lượm một vòng Facebook xong rồi anh Chi gom những cái tiếng than buốt người về đây cho quý vị nghe. Mà đương nhiên là những tiếng than của người dân Hà Nội ha, từ trí thức đến học giả cho đến những người dân lành bình thường, gom hết về đây cho quý vị nghe một thể. Mà nói thật với quý vị, không cứ gì cứ phải là dân Hà Nội thì mới than. Mình là một cái người mà mình quan tâm đến cái tình hình của đất nước mình, của xã hội mình, của đồng bào mình, thì mình thấy cái chuyện gì cho dù nó không phải sát nách mình, nó không phải ở trong nhà mình, nhưng mà mình cảm thấy nó không được thì mình cũng nên quan tâm và mình cũng nên lên tiếng. Chứ không phải chỉ khi nào nó xảy ra sát bẹn mình thì mình mới giãy đẩy lên. Còn chuyện đâu tiết ngoài Bắc, ngoài thủ đô, ngoài gì kệ. Mình ở trong này, mình ở trong Nam, mình chẳng quan tâm. Không, nên quan tâm hết quý vị ạ. Hồ Tây sát gần Hồ Sen, gần Hồ Tặc, chính xác luôn á. Tại sao nói Hồ Tây là linh địa của nước mình, của thủ đô, là bởi vì như thế này. Các bác học giả trí thức ở ngoài Bắc đấy, các bác nói như thế nào? Nước ta đó có nhiều địa huyệt rất là linh thiêng, trong đó có Hồ Tây này, có Ba Vì này, có Bắc Ninh này. Và cái bọn Tàu đó, nó đô hộ nước mình cả ngàn năm, nó cũng rất là quan tâm đến cái việc này. À, thì một cái thể loại văn hóa phương Đông quý vị không? Nhất là phong thủy là dòm vô một cái đất nước, cái xứ sở, mà nhất là cái xứ sở của mình hình chữ S nữa, con rồng bay rồi vậy, cái sẽ có những cái điểm phong thủy. Thí dụ như ở ngoài Bắc là cái đầu rồng chẳng hạn, thì cái đuôi rồng là nó nằm ngay hồ con rùa ở trong Sài Gòn vậy đó, kiểu vậy đó. Hồi đó anh Chi còn nhỏ thì nhớ là cũng có đọc mấy cái đó. Cái bọn Tàu cũng là chúa về phong thủy đúng không? Tàu là cũng chúa về phong thủy. Thành ra khi mà nó qua nước mình, nó đô hộ mình cả ngàn năm, thì nó cũng quan tâm đến cái chuyện đó. Bởi vì vốn dĩ bản thân nó là nó cũng ở tâm linh rồi. Rồi cái nó qua, nó thấy nó quánh mình mà nó trầy trật dữ lắm. Rồi cái này nó đô hộ được mình, cái mốt cái nó bị mình quánh bật dăng ra. Rồi cái nó lại phải cất công, nó lại đi xâm lấn lại, rồi nó đô hộ tiếp. Rồi tức là cái công cuộc đô hộ 1.000 năm của nó cũng trầy vi tróc vảy, chứ cũng dễ gì mà ngồi trên đầu trên cổ mình được ha.
Thật ra nó cũng quan tâm mình lắm, nó coi coi cái sức của mình, cái tinh thần của mình ở đâu mà mạnh dữ vậy, ở đâu mà phản kháng dữ vậy, cái tinh thần của mình sao mà quật cường như vậy, không kiểu vậy. Từ cái thời nhà Đường đó quý vị, từ cái thời nhà Đường của Trung Hoa đó, thì Cao Biền là một cái người rất là giỏi về địa linh, có nghĩa là rất là giỏi coi về phong thủy những cái vùng đất đồ này kia đó. Thì ông Cao Biền này là được hoàng đế nhà Đường giao cho một cái việc tìm hiểu các cái địa huyệt ở nước Việt Nam mình để làm chi, tìm cách yểm nó. Yểm nó có nghĩa là dìm hàng nó, không cho nó ngóc đầu lên. Đó. Thì cái huyệt ở Ba Vì và ở Hồ Tây nó quá thiêng đi. Ông Cao Biền không dám đụng tới, sợ đại họa phải không? Nghĩa là cũng đi nghiên cứu rồi, cũng điểm huyệt mình chỗ này chỗ kia rồi, điểm huyệt mình cho mình đơ vậy đó, cho mình ngóc đầu lên được, cho mình đừng phản kháng. Nhưng mà có hai cái huyệt ở Ba Vì với ở Hồ Tây là Cao Biền không dám yểm, không dám điểm, đụng vô một cái nhiều khi là ta nói học máu mồm. Cao Biền không dám đụng, sợ đại họa. Thì đến cái đời Pháp đô hộ đó thì họ cũng không dám đụng đến Hồ Tây, cũng không dám đụng đến Ba Vì. Tôi không biết là mấy người Pháp người ta có phong thủy hay không, người ta có tâm linh, người ta có tin mấy cái chuyện đó hay không, nhưng mà hay là bởi vì người Pháp người ta tâm linh cái chuyện khác. Người ta không phải người ta tâm linh, nhưng mà người ta coi về cảnh quan, về cảnh trí, người ta coi về những cái điều kiện địa lý, điều kiện tự nhiên, về khí hậu, về môi trường này kia nọ, thành ra người ta không đụng vào thì sao, tôi không biết. Hoặc là cũng có thể là mặc dù người Pháp người ta đô hộ đấy, nhưng mà người ta cũng có nhờ những cái quân sư, mà những cái quân sư đó tâm linh, thì cũng bày cho là thôi 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 đừng có đụng cho Hồ Tây với Ba Vì, là những cái huyệt yếu đấy, những cái huyệt kêu là những cái nơi gọi là địa linh đấy, không có đắc tội được đâu, rờ vào là thánh vật ngay, biết đâu được. Đại khái là từ một cái thằng Tàu gọi là vua phong thủy, trùm phong thủy tới mình, mà cũng nhát nhát, cũng không có dám mà động vào những cái vùng đất linh thiêng của mình, cho tới một cái thằng Tây không hề tâm linh chút nào, cũng không hề mà feng shui phong thủy chút nào, mà nó vô nó cũng rèn rén với hai cái địa linh đó. Còn bây giờ mình con dân Việt Nam đây, con rồng cháu tiên rồi, mình là dân Việt á, rặc Việt á, mà không hiểu vì cái gì ngu dốt hay là càng quấy hay là vô thần nó quen rồi, thật ra không 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 hiểu biết gì về địa linh mà cũng không tin mấy cái chuyện đó, hoặc là thì cũng sợ sợ đó, nhưng mà cái mãnh lực của đồng tiền đó, nó hấp dẫn quá, không thể cưỡng lại được. Thành thử ra bây giờ đến cái thời này, giống như là rõ ràng là dân Việt Nam, con Lạc Long Quân mẹ Âu Cơ rồi đây, thấy không, mà không hiểu biết gì về địa linh cả, coi trời bằng vung, thắng Tây xâm phạm vô địa huyệt như vậy. Bởi ông bà mình mấy 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 bác này nè, mấy bác ở ngoài ngoại ngoài Hà Nội nói bởi vậy, toàn là những cái điểm mà linh thiêng như vậy không, vừa ngu dốt mà vừa phá hoại, mà kiểu mà coi trời bằng vung. Thì cái đứa mà nó càng thiếu hiểu biết, nó càng kém hiểu biết, thì nó càng mình, mà mình có cái hiểu biết á, mình nói năng mình sẽ dè chừng phải không, bởi vì mình một cái người hiểu biết, người ta không có cho phép họ lộng ngôn, và họ cũng không có cho phép họ mà cái kiểu coi trời bằng vung, bởi vì nếu mà như thế thì chẳng khác nào cái bọn mà ít ngồi đáy giếng. Thành thử ra chỉ có cái bọn mà ngu xuẩn, ngu si đần độn, không biết là nó mới không sợ, giống như cái bọn mà điếc không sợ súng vậy đó. Nhưng mà người ta điếc là bởi vì người ta điếc thật, phải không, tai người ta đâu có nghe được cái gì đâu, thành ra người ta đâu có nghe được tiếng súng, người ta không sợ.
Bây giờ thì cái bọn cái như là con của ông Lạc Long Quân với cháu, con cháu ông bà Lạc Long Quân với Âu Cơ đấy, mà không hiểu biết gì về đất mẹ mình cả và thẳng tay xâm phạm vô như vậy. Thành thử mấy bác nói đó, bởi vậy đó, đại họa mà giáng xuống đó là chỉ có mà bổ ngựa. Lúc đó đừng nói sao xui, đừng nói sao nhân quả. Nhưng bây giờ sao? Nếu mà bây giờ mình lo lắng, mình trăn trở, mình suy tư thì mình làm được cái gì? Mình chả làm được cái mẹ gì ngoài cái chuyện là trời ơi bồn chồn sút cả ruột, xót xa, thở dài. Mình làm được cái gì? Bởi vì quyền lực trong tay nó. Quý vị thấy không? Cho dù rằng là thật sự là mình không có một cái tơ tưởng gì về cái mảnh đất nghìn tỷ đó hết á, mình chẳng tơ tưởng gì, không hề có một cái mục đích vụ lợi gì cả, hoàn toàn là trong sáng thôi. Cái mục đích của mình là giữ lấy đất đai của cha ông, giữ lấy những cái mà linh thiêng. Ví dụ như cả cả bao nhiêu ngàn đời đây mà cha ông mình đã truyền là nói cái chỗ đó rất là linh thiêng đấy, chỗ đó có báu vật, chỗ đó có thế này kia, chỗ đó là long mạch quốc gia, chỗ đó là thế nào kia. Người ta bao nhiêu ngàn đời người ta nói, mà thí dụ như mình là cái người nhìn về lịch sử thì mình cũng sẽ có thể mình rút ra được, mình hiểu được cái ý tiền nhân của mình vì sao họ nói như vậy. Còn đằng này không, là cứ cứ ngời ngời như vậy đó. Rồi nếu bây giờ như mình mà đứng ra mình can gián thì quý vị nghĩ cái mình sẽ làm được cái gì? Mình làm được cái gì đâu, bởi vì quyền lực nó nằm ở trong tay họ. Quyền lực nó không nằm trong tay mình. Mà bây giờ quyền lực ở trong tay họ thì mình cũng không có quyền trút phế họ nếu như mà họ làm bậy, họ làm sai. Mà quý vị thấy có nhiều những cái người những cái nhà văn hóa, nhà lịch sử rồi này kia ha, người ta cũng góp ý, người ta cũng xây dựng, người ta cũng can gián, người ta cũng làm đủ chuyện. Nhưng mà làm chứ trong bụng cũng nơm nớp lo sợ, không biết rằng là tai họa nó sẽ giáng xuống đầu mình lúc nào. Bởi vì mình động đến cái mình động đến, mình ngăn cản cái lợi ích của cái bọn lợi ích nhóm. Bởi vậy ba cái lời kêu gọi của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng rồi đó, ha, đất nước đang cần những tiếng nói trung thực quả cảm rồi. Sầm lông á, xạo sự. Bây giờ cái một cái nhóm lợi ích mà nó đã nhắm tới cái Hồ Tây rồi, mà quý vị nghĩ cái mình can gián nó cũng giống như hồi đó lúc mà cách đây mấy năm, lúc mà cái nhóm mà nó đã nhắm đến những cái hàng cây cổ thụ ở thủ đô, thì quý vị thấy có can gián được không? Phản đối cũng không được, can ngăn cũng không được, không thể làm cho nó ngừng cái cơn thèm khát gỗ của nó, thèm khát cây của nó. Và cuối cùng là gì? Cây thì nó vẫn chặt mà người thì nó hốt, nó bắt bỏ tù, nó đàn áp cho rồi cũng xong. Thì bây giờ mặc dù ông Thưởng ông nói cần những cái lời nói trung thực quả cảm, nhưng quý vị nghĩ cái chuyện Hồ Tây này nếu mà thật sự mà làm cho mạnh, làm cho tới, thể hiện cái phẫn nộ của dư luận. Bao nhiêu người mà đứng ra mà làm những cái cuộc ví dụ như biểu tình hay phản đối hay là viết thư kiến nghị rồi này kia nọ. Ai có thể bảo đảm rằng những người đó không bị đàn áp? Mặc dù ông Thưởng ông kêu gọi đấy, trung thực đi, quả cảm đi, mạnh dạn lên, phát biểu đi. Mà ai mà dám nói lời trung thực quả cảm giống như ông kêu gọi. Và cho dù người ta có đứng ra người ta kêu gọi đi chăng nữa, thì liệu có ngăn được cái bọn kia, cái bọn mà đang lăm le mà hút hết nước Hồ Tây để mà san lấp, làm đô thị. Thì thử hỏi quý vị, cái đất nước của mình bây giờ nó sẽ đi về đâu? Chỉ trừ khi á, những cái người á, lãnh đạo cấp cao á, giả sử như bây giờ cái Hồ Tây nó nằm ở Hà Nội gì, thì như vậy cái thẩm quyền á, xem xét nó sẽ thuộc về ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trừ khi là ông đó ông lắng nghe cái tiếng nói của người dân.
từ cái chuyện mà cấp dưới cho tới những cái người dân bình thường, những cái người mà người ta quan tâm đến cái sự tồn vong hưng thịnh của quốc gia. Đừng có nói ui giờ này mà còn mê tín dị đoan, linh cái gì mà linh, linh sao không linh, làm sao biết không linh, thà là tin là có. Mà vấn đề không phải ví dụ tự dưng bây giờ mình ra mình đào cái ao cái rồi mình nói ê đừng có động gì vô cái ao này nha, má cái ao này linh lắm đó, như vậy thì nói không tin thì đúng. Cái Hồ Tây, Hồ Ba Vì, đại khái là những cái nơi mà những cái nhà phong thủy từ cổ sang kim, từ đông qua tây, người ta đã rén cái chỗ đó rồi, mà tại sao mình còn vô mà mình chập mình ngoáy mình này kia. Bữa nào mà xét đánh học máu mồm cái đừng hỏi sao xui. Rồi một cái bình luận khác của một cái vị khác nói cái hồ thủy sứ là một phần của hồ Tây, mà bên cạnh hồ thủy sứ đó là có cái khoảng đất là vườn hoa hiện nay mà hồi xưa kia đó gọi là Bến Trùm, là cái nơi để mà luyện thủy quân của bố cái đại vương Phùng Hưng. Cái vùng đất Hà Nội là cái vùng đất tại sao mình kêu đó là kinh đô, mà kinh đô Thăng Long ngàn năm văn hiến, tức là nó gắn liền với nhiều cái di tích lịch sử không. Thì quý vị thấy cái bọn con cháu sau này không rành sử hay là không quan tâm sử, tức là bởi vậy cái đứa nào mà nó nói rằng các vua Hùng đã có công dựng dựng nước, bác cháu ta hãy cùng nhau giữ nước, phải coi coi cái bầy cháu của nó. Tôi nói cái này hồi nữa tôi khẩu nghiệp nữa mắc công. Thôi, tụi chị đá xéo xéo vậy thôi, quý vị tự khai triển ra, thấy không? Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước. Tôi không biết là bác có giữ hay không, chứ mà cái bầy cháu của bác thì nó phá tanh bành, không còn cái gì để mà nói nữa hết. Rồi, tiếp tục một cái comment khác. Cái hồ thủy sứ là một phần của hồ Tây, bên cạnh hồ thủy sứ có khoảng đất ngày nay là vườn hoa đó, thì hồi xưa đó gọi nó là Bến Trùm, là cái nơi luyện thủy quân của bố cái đại vương Phùng Hưng. Thành ra có thể hiểu rằng hồ thủy sứ là một phần liền với cái hồ Tây luôn. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Tại sao nó hồ thủy sứ là một phần liền với hồ Tây? Là bởi vì điều này đã được nêu ở trong cái bản vẽ quy hoạch đường kè xung quanh hồ Tây do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đã lập vào năm 1977 và cũng đã thể hiện trong cái quy hoạch phân khu A6 của Hà Nội rồi. Như vậy thì cái việc mà xây kè ngăn giữa hồ thủy sứ và hồ Tây đó là không có phù hợp với cái quy hoạch của Hà Nội trước đó nha, không? Thành ra là ở đây cái bác này bác cũng muốn mong muốn mọi người là hãy cùng xem xét cái vấn đề này và có ý kiến để mà bảo vệ cái cảnh quan của Hồ Tây luôn. Thì bây giờ đó là muốn ngăn Hồ Thủy Sứ ra một phần, Hồ Tây ra một phần, rồi Hồ Thủy Sứ cái Bến Trùm mà biến mẹ nó thành vườn hoa rồi. Vài bữa nữa không ai ngắm hoa hết, thôi chỗ đó mình lại thay đổi cái mục đích sử dụng của miếng đất đó. Đó. Rồi, bây giờ nói Hồ Tây là một cái long mạch ngàn năm phát tích, là một cái điểm đến tâm linh thiêng liêng, một căn cơ để mà đất nước tồn tại và phát triển. Dựa vô đâu mà nói như vậy? Tôi chả biết dựa vô đâu nữa. Nhưng mà dân ta cả ngàn đời nay đều nói như vậy. Một cái điểm mà cả ngàn đời, tức là ngàn năm á, 1.000 năm rồi mà người ta vẫn truyền rằng là đó là một cái long mạch ngàn năm phát tích. Và ai ai người ta cũng tin như vậy. Từ các cái vị vua chúa của mình đều tin, cho đến thậm chí là coi như là ông thần về phong thủy, về 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 địa linh của Tàu khi mà sang đô hộ mình, nhìn cái bản đồ đất nước rồi rồi nhìn những cái kêu như là người ta bằng một cái cách nào đó người ta cũng xác định những cái long mạch, những cái kêu là những cái huyệt mạch quan trọng của đất nước mình vậy. Ủa chứ sao cả ngàn năm ai ai người ta cũng tin vậy, tại sao bây giờ mình lại không tin? Mà nếu nói đến cái bộ môn phong thủy thì nó là một cái bộ môn à. Thực sự mà nói từ cái chuyện tử vi cho tới kinh dịch cho tới phong thủy thì nó là một cái bộ môn của bên văn hóa phương Đông. Mà người Tàu người ta đã rất là giỏi phong thủy. Nó là mà cái nước Tàu thật ra mà nói quý vị thấy một cái xứ sở cái văn hóa của nó cũng 5.000 năm chứ đâu phải ít.
Thực ra cái nền văn hóa của Tàu là một cái nền văn hóa lớn, cũng không kém cạnh gì nền văn hóa Ấn Độ hay là Ai Cập, tức là nó là một trong những cái nền văn hóa lớn của thế giới. Mà phải nói rằng là có phần góp công của tổ tiên người Việt chúng ta. Nếu một ngày nào mà anh chị có thời giờ mà anh chị trình bày với quý vị về cái bộ môn lịch sử và nguồn gốc của tộc Việt, thì anh chị sẽ rất là hân hạnh giới thiệu với quý vị cái nguồn gốc xuất xứ bằng những cái bằng chứng khảo cổ học, nhân chủng học khẳng định cái nước Việt của mình chẳng những không có liên quan gì đến cái nước Tàu, mà thậm chí còn xuất hiện còn sớm hơn họ nữa. Và từ bao nhiêu ngàn năm mình đã có mặt ở cái phía nam sông Dương Tử rồi. Thật ra bây giờ mình nói cái nền văn hóa Trung Hoa là một trong những cái nền văn hóa lớn của nhân loại á, từ 5-7 ngàn năm trước đó, thì mình cũng nên hãnh diện trong đó là có cái góp phần của người Việt cổ mình ở trong đó. Ok, mình biết thì mình biết để mà biết vậy thôi, chứ cũng không phải mà biết để mà hùng hổ cái gì, muốn cướp lại muốn đòi lại sao được. Trời ơi, nó đã đi qua 5-7 ngàn năm rồi, phải không? Mà cũng không phải biết để rồi mặc cảm rồi tự ti rồi này kia, mình là dân tộc thiểu số, mình là này kia, nó không phải. Biết để mà biết vậy thôi. Mình mà mình biết cái quá khứ của mình thì mình mới biết được cái tương lai của mình nó đi về đâu. Vậy thôi. Quay trở lại, không? Người Tàu người ta rất là giỏi về phong thủy. Và quý vị thấy người Tàu cả ngàn năm nó đô hộ mình, là coi như cả ngàn năm thì chắc cũng phải hơn ngàn lần là nó muốn phá hủy cái long mạch của cái đất nước mình. Tại sao vậy? Tại sao nó muốn phá hủy cái long mạch của đất nước mình? Để cho đất nước mình nó diệt vong chứ làm sao? Để cái đất nước của mình, cái dân tộc mình nó diệt vong. Để làm chi? Để mình không phản kháng nó nữa. Để mình không phản kháng nó nữa. Đơn giản vậy thôi. Nó mà nó muốn cướp mình, nó muốn xâm lấn mình, xâm chiếm mình, rồi nó muốn thôn tính mình, nó muốn đồng hóa mình, thì chỉ còn có cách là nó phải tiêu diệt mình, rồi nó hòa trộn mình, nó biến mình mất mẹ mình luôn, cuối cùng mình thành nó. Cái điều đó nó làm được với những cái dân tộc khác, nhưng mà nó không làm được với cái dân tộc mình. Quý vị biết cái phần mà cái nước Đại Lý đó, cái nước Đại Lý tức là cái khu vực Vân Nam rồi này kia bây giờ của Tàu đó, cái nước Đại Lý đó nó cũng đã từng tồn tại 1.000 năm. Cái triều đại đó, quý vị tưởng tượng nó cũng là một cái triều đại tồn tại cả ngàn năm giống như mình vậy, mà 1.000 năm của cái nước đó nó khá là liên tục đó nha. Nó không có phải mà bị, thí dụ như trong 1.000 năm mình còn bị thằng Tàu nó cứ quánh qua quánh lại, đô hộ tới đô hộ lui, rồi nó đô hộ, rồi mình kháng chiến, rồi mình khởi nghĩa, rồi cứ giằng cưa co giằng co. Còn nước Đại Lý đó nó độc lập 900 mấy chục năm, là gần cả ngàn năm đó. Vậy mà cuối cùng sao quý vị? Bây giờ nó biến thành Tàu rồi, nó mất gốc rồi. Bây giờ còn mấy người ở Vân Nam mà biết cái gốc tích của mình từng là một cái đế quốc, từng là một cái quốc gia độc lập riêng biệt, và coi như là độc lập trong gần cả ngàn năm trước khi biển Tàu nó lấy hết, đúng không? Anh chị cảm ơn các anh chị nào mà đã ủng hộ chương trình cũng như là tặng ngôi sao cho anh chị nha. Nghĩa là anh chị đang nói tới cái gì vậy? Đang nói tới cái chuyện có nhiều cái dân tộc mà cuối cùng là bị người Hán, người Hoa Hạ đó, nó xâm lấn, nó xâm lược. Nó xâm lược xong rồi nó thôn tính, rồi nó đồng hóa luôn. Rồi bây giờ người Tàu ở Vân Nam, ở Thẩm Quyến này kia, người ta nói người ta là Tàu, người ta là Tàu, chứ người ta đâu có nói tôi là gốc Đại Lý rồi, nên nó không hề. Nhưng mà Việt Nam mình thì không. Tới bây giờ Việt Nam mình chưa bị cái chuyện đó. Nhờ vào đâu? Nhờ vào cái tiếng Việt mình còn. Ở tiếng Việt mình còn thì cái đất nước mình còn. Nhưng mà tôi nói vậy nè, ông bà tổ tiên của mình đó, lựa cái mảnh đất hình chữ S đó, là rất là khôn ngoan. Mà ta nói nó đắc địa, nó linh thiêng. Đôi khi mình nói tại sao mình sinh ra ở cái mảnh đất này. Không có cái gì mà vô tình hết trơn á. Không có cái gì mà vô duyên cớ hết. Không, cái gì nó cũng có duyên có cớ của nó hết á. Rồi ví dụ như khi mình nói hồn thiên sông núi, hồn thiên sông núi ở đâu ra? Thế mà mình nói ở trong cái tâm, trong cái thân xác này mình có cái tâm hồn Việt Nam, cái tâm hồn đó nó ở đâu ra? Rồi cái giống gì nó chảy ở trong cái thân xác này, cái dòng máu này là dòng máu gì?
Tất cả những cái điều đó đó nó chỉ là những cái câu hỏi mơ hồ, mình cứ ngồi mình tại sao với tại sao. Nhưng mà nếu mà mình tâm linh một chút, mình trầm tĩnh một chút, mình suy nghĩ kỹ thì không phải là ngẫu nhiên đâu. Mình thừa hưởng cái gì từ tiền nhân của mình, từ cha ông của mình. Thành thử ra đó, quý vị thấy rằng mình thực sự mà nói, trong 1.000 năm mình chống đô hộ giặc Tàu, và sau đó là 1.000 năm để mà mình độc lập, mình ổn định và mình phát triển đất nước của mình, phải nói rằng đó là cả một cái quá trình đánh đổi bằng xương bằng máu của bao nhiêu là cha ông mình. Tôi nói thiệt với quý vị, nhiều khi giờ tôi ngồi đây tôi cũng là, mình nói mình hậu duệ của bà Trưng bà Triệu, nhưng mà nhiều khi một cái phách nào của mấy bả nhập vô mình sao, truyền lại cho mình sao, và cũng những cái người khác nữa. Thành thử ra nó đó, 1.000 năm nó đô hộ mình là nó đi tìm những cái long mạch của đất nước mình để nó phá hủy, với cái mục đích là để cái đất nước của mình, cái dân tộc của mình diệt vong. Nhưng mà nó có bao giờ nó thực hiện được đâu? Không hề. Thì thử hỏi quý vị, mình phải đặt cái câu hỏi tại sao? Tại sao nó binh hùng tướng mạnh? Có cả ngàn năm mà đè đầu cưỡi cổ mình vậy mà nó diệt mình không được. Phải hỏi tại sao chứ. Đó là nhờ vào cái oai linh hùng thiên của tổ tiên mình. Vậy đó, bác cháu ta, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước. Giữ cái kiểu gì? Giữ cái kiểu gì mà bây giờ một bầy cháu của ông á, ta nói chống lưng cho một nhóm lợi ích tay sai, để làm gì? Để hủy diệt những cái linh mạch của đất nước, những cái long mạch của đất nước. Có nghĩa là muốn hủy diệt cái dân tộc này rồi. Đừng có ai ở đây mà nói tôi đang nói chuyện xàm xí, tôi đang nói chuyện mê tín dị đoan này kia nha. Nói như vậy là thiển cận. Nói như vậy là mày là con cháu ai rồi đó, chứ không phải con cháu bà Trưng bà Triệu, Ngô Quyền. Mình phải hỏi những cái câu hỏi như vậy trong đầu. Quý vị biết mà tụi nó mạnh thì tụi nó mới xâm chiếm được mình, phải không? Tụi nó mới đô hộ được mình mấy trăm năm. Mà nhiều cái triều đại như vậy, tổng cộng hết mẹ nó đô hộ mình cả ngàn năm. Mà sao nó không diệt được mình? Kể cả là nó là thầy phong thủy mà, phải không? Kêu là pháp sư Trung Hoa mà. Thì những cái long mạch của mình chỗ nào linh thiêng nó tìm ra được hết chứ, đâu phải mà nó đuôi nó tìm không ra. Nó tìm ra được đó. Nó trấn nó yểm mà nó có làm gì được mình không? Như vậy là cái gì? Như vậy là phải thấy rằng là cái oai linh hùng thiêng của tổ tiên của ông của dân tộc mình chứ. Lắng được. Tôi nói kẻ địch nó mạnh bao nhiêu cũng vậy, nó không thể làm gì được cái đất nước mình, nó không thể diệt vong được cái dân tộc mình nhờ vào cái oai linh hùng thiêng của tổ tiên mình. Nhưng mà cái bầy con cháu này nó làm được á, nó làm được á. Tôi nói mà nó lấp xong cái hồ Tây rồi thì cái hồ Ba Vì là cái đinh rỉ gì? Và tất cả những cái long mạch đó đó mà cái bọn con cháu bác này mà nó hủy diệt được, thì ta nói nó hủy diệt nước Nam mình là cái chuyện trong tầm tay. Còn tại sao mình nói Hồ Tây là linh địa? Ok, có thể là những cái anh chị em ở trong trong Nam, hoặc là những cái anh chị em nào mà đại khái là khác vùng miền đi, mà cũng không có nghe được nhiều những cái kêu là cái gì, những cái kỳ, không phải kỳ cục. Đại khái là chúng ta ít có nghe được những cái kỳ tích hay là những cái câu chuyện về về những cái linh địa ở vùng miền địa phương. Thí dụ như mấy anh chị nào ở Tây Ninh á, thì mới biết tại sao núi Bà Tây Ninh linh thiêng, không? Cũng giống như là anh chị nào ở Châu Đốc thì mới biết là tại sao mà núi Bà Châu Đốc linh thiêng, đại khái vậy. Thì nếu như mình không ở Hà Nội hay mình cũng không ở gần gần ngoài đó thì mình cũng không biết được vì sao Ba Vì nó thiêng, vì sao Hồ Tây nó thiêng, kiểu vậy.
Bây giờ mình chưa biết về nó thì mình thử tìm hiểu coi vì sao gọi Hồ Tây á, là thánh vật, là huyệt đạo tâm linh của Tổ quốc. Và giải thích tại sao mà người dân Việt Nam nói chung và đặc biệt là người Hà Nội nói riêng lại bồn chồn và lo lắng đến như vậy khi mà có cái bản tin về cái chuyện mà san lấp cái hồ Hồ Tây. Thì bây giờ anh chị sẽ mượn cái bài của kiến trúc sư Trần Thanh Vân viết cách đây 5 năm, tức là năm 2018. À, bài của kiến trúc sư Trần Thanh Vân chia sẻ về Hồ Tây là một cái huyệt đạo tâm linh của Tổ quốc, để cho quý vị, quý anh chị em mà chúng ta cùng hiểu, à, hiểu để mà biết, à, chuyện tâm linh không có đùa được đâu. Nhìn về quy mô và vị trí địa lý thì Hồ Hoàn Kiếm không thể sánh với Hồ Tây. Hồ Hoàn Kiếm có nghĩa là Hồ Gươm á quý vị ha, Hồ Gươm chỗ mà có cụ rùa thiên rồi đòi lại kiếm này kia đó. Thì ở đây kiến trúc sư Trần Thanh Vân nói đó về cái quy mô, có nghĩa là cái độ rộng lớn và cả cái vị trí địa lý, thì Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Gươm không có thể sánh bằng với Hồ Tây. Cái Hồ Tây là có một cái diện tích là 500 hectare, rộng hơn 30 lần so với Hồ Gươm, Hồ Hoàn Kiếm. Thôi bây giờ anh chị nói Hồ Gươm đi nha, Hồ Hồ Gươm đi cho quý vị dễ quen thuộc. Thì cái Hồ Tây đó có cái diện tích là 500 hectare, rộng gấp 30 lần cái Hồ Gươm. Và Hồ Tây nó nằm ở trên một cái trục lộ quan trọng từ đỉnh Ba Vì chiếu về. Hồ Tây ngày xưa có cái tên gọi là Hồ Dâm Đàm, tức là mù sương ha. Hồ Dâm Đàm, Hồ Sát Cáo, Hồ Trâu Vàng, Hồ Lãng Bạc. Thì chiếu từ trên đỉnh Ba Vì chiếu về đó, thì Hồ Tây nằm trên cái trục lộ quan trọng đó, với trung tâm là Đầm Trị ở Bắc Vĩ Tuyến 21 độ Bắc, ngang với đền Thượng Ba Vì, là nơi mà vua Lý Thái Tổ đã nhìn thấy cái cột sóng nước cuộn lên như hình con rồng cuốn vậy đó. Và chính vì vua Lý Thái Tổ đã nhìn thấy cái cột sóng nước cuộn lên như hình con rồng cuốn, thành ra vua Lý Thái Tổ đã quyết định di dời cái kinh đô từ Hoa Lư về Hà Nội, đặt tên là kinh đô Thăng Long. Và trải qua 1.000 năm dựng nước và giữ nước thì Hồ Tây đã chứng kiến rất nhiều những cái bước thăng trầm của lịch sử rồi. Cái thời quân Nguyên Mông sang xâm chiếm nước mình, thấy không? Sau đó là thời nhà Minh sang chiếm nước mình, rồi sau đó là nhà Thanh sang chiếm nước mình, rồi kế đó là gần nhất là quân Pháp chiếm cứ. Nhưng mà cuối cùng thì gì? Kinh đô Thăng Long, thủ đô của chúng ta, vẫn trở về với dân tộc chúng ta. Mà từ ở trên kinh đô Hoa Lư, vua Lý Thái Tổ đã nhìn xuống, chiếu từ cái đỉnh Ba Vì chiếu xuống, thì Hồ Tây nằm trên cái trục lộ quan trọng như vậy. Thành ra vua mới di dời cái kinh đô về đấy. Và quý vị biết rằng trong cái bản quy hoạch Hà Nội của người Pháp, là người Pháp người ta đã đặt Hồ Tây ở một cái vị trí rất là cao. À, Tây phương đấy, nó biết đất gì về văn hóa lịch sử của mình. Trời, đừng nói vậy. Cái người phương Tây đó quý vị, người ta không phải là người của cái dân tộc này. Nhưng mà quý vị để ý đi, trong cái cuộc mà chinh chiến và cái cuộc mà xâm chiếm và đô hộ đó, nhiều khi mình nghĩ nha, không nhờ cái người Tây phương mà người ta đô hộ mình, xong rồi người ta cưỡng của mình vài thứ, thì bây giờ chắc những cái thứ quý báu quý giá của dân tộc mình chắc nó mất mẻ phương nào cũng biết. Cái người Pháp á, trên cái con đường mà đi đô hộ, đi đánh chiếm và đô hộ đó, cái người Pháp người ta cũng đem về rất là nhiều những cái báu vật cũng như là những cái tài liệu lịch sử quý giá liên quan đến cái dân tộc mà họ xâm chiếm, và người ta để ở trong bảo tàng. Thì trong cái quy hoạch Hà Nội của người Pháp là họ đã đặt Hồ Tây ở vị trí rất là cao, nhưng mà tiếc rằng là người ta cũng không có đủ kinh phí để đầu tư. Rồi kế đó là nổ ra chiến tranh trong 9 năm liên tiếp,
Rồi đến khi năm 54 thì người Pháp bắt đầu người ta rút. Thành ra cũng không ai quan tâm đến nữa. Và vì vậy mà Hồ Tây dần dần cái trở thành cái ao làng. Đến năm 1955 đã có lúc kẻ xấu định yểm bùa chúng ta. Kẻ xấu nào mà muốn yểm bùa mình quý vị? Má gọi coi như chỉ mặt đặt tên nó luôn đi, thằng Tàu chứ ai. Quý vị nên nhớ rằng Việt Minh đó dựng cái ngọn cờ kháng chiến chống Pháp, đánh đuổi thực dân Pháp, mà trên thực tế đó quý vị, khi mà cái thế chiến thứ hai nó chấm dứt á, quân đồng minh thắng trận cái gì, mà quân đồng minh á, không phải chỉ có Mỹ, Pháp, Anh mà còn có Liên Xô và Trung Hoa nữa. Thật ra tao nói cái nước Việt Nam mình nó xui. Cái hồi Việt Nam mình á, giai đoạn mà thế chiến thứ hai là phát xít Nhật nó đang đóng quân chiếm đóng của mình đúng không? Chiếm đóng ở mình. Nhưng mà khi mà phát xít nó thua ở trên toàn thế giới đó thì quân đồng minh đến giải giáp. Mà ở cái khu vực châu Á, quân đồng minh lúc đó là hàng Trung Hoa. Mà Trung Hoa đó thì những cái năm đó là cộng sản Tàu nó đang nắm rồi. Mặc dù là có một cuộc đụng độ giữa cộng sản Tàu với lại Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch đấy, nhưng mà cuối cùng thì đấy anh hai Mỹ cũng cũng bỏ rơi Tưởng Giới Thạch và rồi cũng bán đứng Tưởng Giới Thạch cho Mao Trạch Đông. Cũng một bài học như vậy. Thành ra nếu mà quý vị nào mà cứ ngây ngô mà tin rằng á là nước Mỹ là cái người mà giương cao cái ngọn cờ này kia kia nọ, là anh hai anh cả của thế giới này kia nọ đó, thì thôi tém tém lại đi ha, đừng có ngây thơ như vậy. Nếu như mà mình không có cùng cái quan tâm chung và mình không có cùng cái lợi ích với họ thì họ chả có hơi đâu họ bận tâm đến mình đâu. Má không bỏ rơi không bán đứng mình là may lắm rồi. Ok, thật ra nếu như mà mình thực sự mà mình muốn có được cái sự quan tâm và cái sự bảo bọc bảo kê của họ thì ít ra mình phải chứng tỏ được là mình có cùng những cái quan tâm chung và mình có cùng những cái lợi ích chung với họ. Nhưng mà cái chuyện đó tôi nói quý vị nghe, trên đời này mà thực dụng mà bánh ít đi thì bánh quy lại, cái chuyện đó là chuyện bình thường, mình cũng không trách ai. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trước tiên mình phải soi xét mình cái đã. Sở dĩ mà tại sao cái người Tây Tạng đến bây giờ quý vị thấy chẳng ai quan tâm, không ai can thiệp. Thấy không? Hay Tân Cương cũng vậy, hay là Bắc Triều Tiên cũng vậy. Là tại vì không có chia sẻ những cái vấn đề chung, những cái quan tâm chung, những cái lợi ích chung. Và không ai mà người ta muốn hao tài tốn của rồi tốn thêm cả xương máu đồng bào cho một cái dân tộc mà không có gì chung với mình hết trơn. Chính vì vậy mình phải thấy là nước Nhật, nước Hàn và bây giờ là Đài Loan, họ rất là khôn, họ biết bản thân họ nhỏ bé, họ yếu, họ cần phải dựa vào đâu. Và như vậy thì họ biết họ phải đem lại được cái lợi lộc gì để mà có thể người ta cân nhắc mình và người ta kết mình thành đồng minh. Quay trở lại. Nãy đang nói tới cái chuyện là khi mà Pháp thua cái trận Điện Biên Phủ xong rồi ngồi vô ký hiệp định Geneva rồi này kia ra rồi rút khỏi Bắc Bộ, thì mình á, từ cái lúc mà Việt Minh ra đời đó năm 30 cái gì thì quý vị thấy nó dùng già dùng dằng á, mười mấy năm rồi mình xui một cái là khi mà phát xít mà bị giải giáp á, ở Việt Nam mình thì lúc đó là quân đội quân đồng minh Trung Hoa đi qua giải giáp, mà mình xui một cái là lúc đó ở bên phía Tàu đó, bên Trung Hoa đó cũng là phe cộng sản nó thắng trận, thành ra nó qua nó giải giáp quân Nhật rồi sẵn nó bồi kêu là nó bồi dưỡng cho Việt Minh. Và cứ như vậy ha, coi như là theo cái đà nhuộm đỏ từ 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 Liên Xô nhuộm đỏ qua Trung Quốc, Trung Hoa đại lục, xong rồi nhuộm đỏ xuống Việt Nam, rồi cái mộng của nó là nó muốn nhuộm đỏ ra khu Đông Nam Á rồi sau đó là rang ra toàn châu Á. Nhưng mà cái xui của nó là ở cái vĩ tuyến 17 á, có một cái chiến binh mặc dù là tí hon thôi nhưng mà nhỏ nhỏ nhưng mà rất là có võ, và cái chiến binh tí hon đó Việt Nam Cộng Hòa đó đã chặn đứng cái làn sóng đỏ không cho nó lan ra.
Ok, quay trở lại cái vấn đề. Thì khi mà Pháp rút khỏi Bắc Bộ đó, cái dần dần cái Hồ Tây bị lãng quên, không ai quan tâm nữa. Nó cũng quá bự đi, có muốn quan tâm cũng không xuể, được chưa? Thì cái năm 55 lại có kẻ xấu định yểm bùa để hại chúng ta. Thì cái kẻ xấu đó tôi gọi thẳng là quân Đồng minh Trung Hoa đó, là Cộng sản Trung Hoa. Là lúc đó người ta muốn yểm bùa để hại mình. À không. Cái theo kiến trúc sư Trần Thanh Vân cho biết á, thì là bất thình lình năm 55 là cái thằng xấu xa là nó định yểm bùa nó hại mình, thấy không? Thì bất thình lình có một cái cột nước vụt lên tạo thành một cái cơn lốc và cướp đi bốn mạng người của cái Đoàn Văn Công Tề Tề Cáp Nhĩ. Nghe cái tên là biết rồi gì, nghe cái tên Tề Tề Cáp Nhĩ là biết rồi gì. Thành thử ra là lúc đó là ta nói cái Đoàn Văn Công đó nhiều khi đi qua để diễn văn nghệ là chuyện phụ, phải không? Mà chuyện chính là nhiều khi đi yểm bùa mình á. Nhưng mà một cái cột nước vụt lên tạo thành một cái cơn lốc bất thình lình như vậy, rồi đem bốn văn công Tề Tề Cáp Nhĩ đó xuống lòng hồ luôn. Ta nói đó là một cái kinh nghiệm hãi hùng. Và sau đó thì bọn người ta cũng dựng mộ bia cho bốn cái người văn công của cái đoàn tát ta tề 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 cáp nhĩ tề tề cáp nhĩ, và lăng mộ của họ vất vưởng tại nghĩa trang Bắc Bạc suốt nhiều năm, nhiều năm, thấy không? Đùa đi mày, ngon mày yểm nữa đi, mày bùa nữa coi, chưa biết đứa nào bỏ bùa được đứa nào, mà tao nói thánh vật học máu tại chỗ. Trời ơi, dựng thành một cái cột nước to cao bất thình lình lên như vậy, nhận chìm mày luôn. Vậy mà không linh ha. Rồi, đến năm 1998, hoặc là do ngu dốt, hoặc cũng có thể là do vô trách nhiệm, hoặc là cũng có thể bị kẻ xấu lợi dụng. Thế là có một cái dự án tên là Thủy Cung Thăng Long. À, mà quý vị biết cái dự án Thủy Cung Thăng Long này nó được phê duyệt ngay tại cái đầm Trị. Cái đầm Trị là cái trọng điểm, cái tấm điểm của cái Hồ Tây đó. Thì cái ông kiến trúc sư này ông nói không biết là do ngu dốt hay là do vô trách nhiệm, hoặc cũng có thể bị kẻ xấu lợi dụng. Kẻ xấu nào thì quý vị biết rồi gì. Tính ở ngay cái điểm trọng yếu, ngay cái long mạch là cái đầm Trị đó, muốn dựng lên cái Thủy Cung Thăng Long. Mà được miêu tả là cái ngôi nhà Thủy Cung sẽ được xây cao 40 mét, trên nóc có một cái sân bê tông mỗi chiều 60 mét để làm chi, cho thanh niên nam nữ đồ đến vui chơi giải trí và ngắm cảnh Hồ Tây. Chưa kịp khởi công dự án là đã bị đánh sập rồi. Kết quả là gì? Một ông phó thủ tướng mất chức, một ông đại biểu quốc hội và một ủy viên trung ương, một ông phó chủ tịch thành phố Hà Nội cũng mất sạch, có đứa thì phải vô tù, được chưa? Rồi năm nay tòa chung cư cao 58 tầng có chiều cao không dưới 160 mét sắp xuất hiện ở phường Quảng An, cách đầm Trị trên 100 mét. Quý vị nghĩ làm sao? Tại sao ở cái điểm đó người ta đã nói đừng nha, chớ nha, chớ nha, chỗ đó đó, chỗ đó là chết người đó, hố đen của vũ trụ đó, đụng vô cái chỗ đó là điện giật tê tê, là lăn đùng ngã ngửa đấy. Nhưng mà sao nó cứ thích, không là thủy cung thì là xây một cái chung cư cao 58 tầng. Quý vị nghĩ sao nếu như người ta nói cái điểm đó ngay cái đầm Trị đó là long mạch, mà nó muốn xây một cái chung cư cao 58 tầng 160 mét cắm ngay tại cái long mạch đó, là điểm huyệt mình rồi gì? Quý vị nghĩ coi, nếu như cái tòa chung cư 58 tầng này mà được duyệt và được xây dựng ở trên cái đầm Trị này, thì quý vị có hình dung ra được cái hậu quả gì hay không? Sẽ dẫn đến hậu quả gì đây? Nếu mà có hậu quả gì, mẹ ơi, thánh ơi thánh, thánh vật cái bọn nào ấy, chứ thánh vật đừng, thánh đừng có vật cái người dân đen. Nhưng mà quý vị nghĩ coi, ở một cái địa điểm trên Hồ Tây mà xây một cái chung cư như vậy, thì ai có đủ tiền, người dân lành nào mà có đủ tiền để đi vào mà mua căn hộ ở cái khu vực đó?
Tôi nói ở cái khu vực Hồ Tây 1 mét vuông là cả tỷ đồng. Quý vị mua một cái căn hộ ít nhất cũng 60 mét vuông gì? Ở đâu ra quý vị có 60 tỷ cho một cái căn hộ chung cư như vậy? 60 tỷ là tôi mới nói về giá đất cho mét vuông thôi. Chưa nói tới cái chuyện xây dựng công trình rồi còn kêu là cái gì đó trang thiết bị rồi hoàn thiện rồi này nọ kia kia. Khi mà nó làm thành cái căn hộ thì tôi nghĩ chắc cũng khoảng tròm trèm bỏ gần cả 100 tỷ một căn hộ. Nhưng mà nếu bây giờ mà thánh về mà thánh vật, cho dù là cái bọn mà lắm tiền nhiều của mà nó vào nó mua cái căn hộ ở ngay cái đầm Trị này thì nó cũng là dân bình thường thôi, nhưng mà không phải là dân bình thường như mình. À, mình thì tiền đất đâu mà mua một căn hộ mà ở ngay một cái địa điểm mà cả tỷ đồng một mét vuông như vậy. Thành ra những cái người mà vào đó mà mua được thì cũng phải giàu lắm, đại giàu đấy, đại gia đấy chứ. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa, thánh sẽ vật cái bọn nào. Thấy bảo là ông phó thủ tướng mất chức rồi, Ngô Xuân Lộc đấy. Rồi ông phó chủ tịch thành phố Hà Nội cũng mất chức rồi, Đinh Hạnh đấy. Mà cái bài viết của kiến trúc sư Trần Thanh Vân này là viết năm 2018 nha quý vị nha. Tính từ đó đến nay 5 năm rồi thì quý vị thấy không? Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, rồi Chu Ngọc Anh. Ta nói ngồi chưa ấm chỗ cũng bay màu một cách đau đớn rồi, cũng đi lãnh cơm hộp rồi. Như vậy thì nếu mà cái chung cư ở Đầm Trị mà mọc lên thì ai sẽ mất chức? Ai sẽ đột tử? Tôi nói mà ha, cái câu chuyện về Hồ Tây là một cái câu chuyện còn nhiều kỳ bí, ly kỳ hấp dẫn. Như vậy số phận Hồ Tây nó sẽ đi về đâu quý vị? Nói thì nói vậy đó, bây giờ ăn thua còn lại là cái phản ứng của chúng ta. Chúng ta phản ứng như thế nào để cho cái sự việc này nó dừng lại? Hoặc là để cho chủ tịch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phải lên tiếng đi thôi. Phải làm sao đi chứ? Nói cho ngay á, mình không có thể nào mà van vái thánh thần mà về vật chết hết cái bọn đó. Nhưng mà cần gì đợi thánh ra tay, mình làm đúng cho rồi. Đó quý vị. Bây giờ còn lại là cái thái độ của chúng ta nè. Mình mà cứ xìu xìu ẻn ẻn như thế này đó là rồi tôi nói bây giờ cái Hồ Tây đó quý vị, tụi này nó cũng gớm ghiếc lắm. Hồ Tây mà rộng tới 500 hectare như vậy nó lấp biết chừng nào mới xong, phải không? Mà nó để mà nó lấp được nguyên cái hồ 500 hectare này nó cũng mệt mỏi lắm á. Thành thử ra nó cũng lấp đây một chút, kia một chút, rồi đằng nọ một chút. Mà cái chính là cái gì? Nó sẽ vào những cái yếu điểm, vào những cái yếu điểm như vậy đó thì nó sẽ nhận lệnh của ai, phải không? Kẻ xấu xúi dục. Quý vị nghĩ coi, một cái chung cư mà 58 tầng như vậy thì chủ đầu tư là ai, đằng sau lưng cái chủ đầu tư đó là ai? Tại sao mà không có phải là chỗ nào khác mà cứ phải nhất định là ở cái Đầm Trị đó, ở cái Long Mạch như vậy? Đầm Trị là cái nơi quan trọng, thực sự là rất là quan trọng của cái Hồ Tây. Nguyên một cái khu vực Hồ Tây 500 hectare đó thì là long địa đấy. Linh địa đấy. Nhưng mà linh địa thì nguyên một vùng như vậy thì nó phải có những cái mạch trọng yếu chứ. Thì tại sao cứ phải là ở chỗ Đầm Trị đó là phải mọc lên cái chung cư đó? Mình có cái đầu để làm gì? Mình suy nghĩ đi. Mình suy nghĩ đi rồi mình đặt câu hỏi đi. Bây giờ không cứ gì là người dân Hà Nội lên tiếng. Bây giờ mình nè, người dân cả nước nè, đồng lòng đi chứ. Bởi vì cái long mạch của đất nước là các cái vị vua tiền nhân của mình đã nhìn thấy và người ta cũng ra sức người ta giữ gìn rồi. Người ta ra sức người ta giữ gìn cả ngàn năm rồi quý vị. Không lẽ bây giờ đến cái đời mình để cho mất như vậy. Mà mình để cho tụi nó mà điểm huyệt mình, tụi nó mà trấn yểm mình thành công. Rồi ta nói cái dân tộc mình một sớm một chiều rồi cũng tiêu vong thôi à.
Cái chuyện mình bây giờ ha, mình dòm thấy thằng Tàu nó giàu quá, nó phát triển quá, nó tràn đầy năng lượng quá, rồi văn hóa của nó cũng hay quá, cũng rộng quá, thế nào mình thích nó. Cái chuyện mình thích nó không có gì hết á. Anh chỉ nói thiệt với quý vị, thí dụ như á, giống như mình bây giờ tụi nhỏ nó thích nghe nhạc Tàu thì nó cũng giống như là mình thích nghe nhạc Pháp, mình thích nghe nhạc Mỹ, thích nghe Beatles, thích nghe Bee Gees, thích nghe Michael Jackson vậy đó. Tức là cái gu mà không, cái gu nếu mà nói về văn hóa nghệ thuật âm nhạc thì cái đó là cái gu mỗi thời mỗi khác. Thành thử ra thí dụ như bây giờ thích nhạc Tàu cũng được, thích phim Tàu cũng được, cũng giống như mình thích nghe nhạc Pháp, mình thích coi phim Mỹ rồi vậy, không thành vấn đề. Nhưng cái vấn đề là mình phải biết mình là ai, và mình cũng không có muốn biến mình thành cái này, biến thành biến sao được mà biết. Cái chuyện cái văn hóa trên thế giới mà quý vị đến cái thời mở cửa, đến cái thời mà mọi thứ nó giao lưu giao hợp như vậy, thì cái chuyện mình đón nhận những cái mà mình cho là hay, mình thích, mình thưởng thức, anh chị không có lên án mấy cái chuyện đó. Nhưng cái vấn đề là mình thích nó mà mình có biến mất không, mình thích nó mà mình có bị mất mình không, mình có biến mất không, cái đó mới quan trọng. Bây giờ đó ha, mấy ông bà cô chú bác mà kêu là những cái nhà tri thức học giả rồi này kia đó, làm kiến nghị đi, làm kiến nghị xong rồi cái dân tình ùn 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 kéo nhau vô ký cái thỉnh nguyện thư đó, ký cái thư kiến nghị đó, xong rồi đề nghị mấy cái đồng chí mà lãnh đạo mà có trách nhiệm mà có thẩm quyền ở Hà Nội vào thanh tra kiểm tra cái đó gấp. Nhưng mà nếu mà cùng một ruột với nhau thì phải đưa lên trung ương thôi, đưa lên các đồng chí lãnh đạo cấp cao. Mà nói thiệt với quý vị nhé, ở cái xứ của mình làm mọi chuyện mình thấy giống như là đổ sông đổ biển, mình làm mọi chuyện là mình cũng thấy giống như là nó không có xi nhê gì ấy. Giống như mà mình kê cái đầu gối lên rồi mình chửi rủa nó vậy đó, rồi cái đầu gối nó cũng trơ trơ là cái đầu gối, mình biết là như vậy. Nhưng mà không phải vì vậy mà mình không làm gì hết, quý vị không? Tại vì gần đây quý vị thấy những cái chuyện như là dạy thêm, học thêm, rồi những cái khoản lạm thu, rồi hiệu trưởng làm vua một cõi, rồi cái khi mà bắt đầu mà dân tình đồ bày tỏ những cái phản ứng mà tạo lên một cái làn sóng ở trên mạng xã hội, thì quý vị thấy rằng là báo chí nó cũng vào cuộc đây, báo chí nhà đảng nó cũng vào cuộc đây, rồi những cái quan chức ở bên Bộ Giáo dục người ta cũng vào cuộc đây. Thành thử bây giờ mình những cái chuyện này cũng vậy, mình làm gì làm mình cứ phải tạo lên được những cái làn sóng, mà ít nhất là làn sóng ở trên mạng xã hội, để làm chi, để cho tụi nó thấy cái phản ứng của người dân, để từ nay mà mỗi khi mà đứa nào mà nó mở miệng ra mà nó nói đó là các cái chủ trương đường lối của đảng và nhà nước là thể hiện cái ý chí và nguyện vọng của người dân á, đứa nào mà nó còn nói như vậy thì nó cũng rén rén cái lưỡi nó một chút. Thật sự thì anh chị vẫn tin rằng là tất cả những cái tiếng nói của mình, cho dù là ở trên các mặt báo hay trên mạng xã hội YouTube, Facebook, hay là xuống đường, ra đường biểu tình ấy, hễ mà mình có thể hiện cái thái độ và hễ mà mình có bày tỏ cái suy nghĩ của mình đó thì đều có tác dụng hết đó. Mình cứ nghĩ rằng là nó không có tác dụng đó, nhưng mà thật ra nó có tác dụng. Cái vấn đề là đủ nhiều chưa để mà tạo nên được một cái gì chưa. Thật ra khi mà quý vị làm một cái việc gì mà quý vị cảm thấy nó không có tác dụng gì hết thì quý vị nên nghĩ theo cái hướng rằng là tại vì chưa đủ mạnh, chưa đủ mạnh, hay là nói chưa đúng trọng điểm, nói chưa đúng trọng tâm. Chứ không phải là không có xi nhê, không phải là không có tác dụng đâu, có đó. Có mà tại vì mình thấy thôi. Giống như người ta nói cô thương mắt thường không thấy. Cái chuyện Hồ Tây đó tôi nói cho mấy ông mấy bà nghe. Linh lắm ha. Bao nhiêu người bị vật chết rồi đây. Đừng có đùa, chuyện tâm linh là không đùa được đâu. Thật ra bà con cũng vậy, không? Anh chỉ nói cho quý vị nghe như vậy. Đây là cái chuyện là chuyện chung chứ không có riêng gì của người dân Hà Nội đâu.
Thành ra bà con toàn quốc của mình đó, trong nước cũng như ngoài nước đó, mình lên tiếng. Bởi vì cái long mạch đó là những cái nơi mà trọng yếu của cái con rồng Việt Nam đó quý vị. Bây giờ đừng có nói nó là con rồng hay con giun, con gì cũng được, có tồn tại là được rồi. Thì nó bây giờ mình không lên tiếng ha, mình để cho tụi nó điểm huyệt mình tê liệt một cái, rồi cái từ từ mình tan rã, rồi mình suy sụp, rồi mình tiêu vong. Thì như vậy đó, nhân quả là cũng là do mình đó. Bởi vì mình không phản ứng, bởi vì mình không bày tỏ, tới lúc nào mình mất, lúc đó mình đừng khóc than: "Ôi, dân tộc tôi bị diệt vong rồi, còn ai nhớ đến Việt Nam tôi nữa. Ôi, Việt Nam tôi bị xóa tên trên bản đồ thế giới rồi." Lúc đó đừng khóc, cũng là nhân quả của mình mà thôi, tại vì mình không có lên tiếng. Okay. 1 tiếng 17 phút rồi, cho anh chị 3 phút để mà chào tạm biệt quý vị. Chào tạm biệt rồi mà cũng cần tới 3 phút nữa đó. Cái chủ đề ngày hôm nay là xong rồi ha quý vị ha, anh chị trình bày với quý vị xong rồi đó. Sự thật là mỗi khi mà có cái gì mà động tới Việt Nam á, ví dụ như những cái chuyện như thế này, Hồ Tây, Hồ Gươm, hay là Mê Công, hay là rừng nguyên sinh, rừng đặc dụng, hay là gọi là mất những cái quyển sách cổ ở trong viện nghiên cứu văn hóa Hán Nôm của Việt Nam, trời, mấy cái đó anh chị dễ điên người lắm, chị dễ điên người lắm, tại vì nó giống như là mình bị nó xẻo một miếng vậy đó. Cái cảm giác thật sự của anh chị là vậy, tức tức chịu không được, tức chịu không được. Cái gì mà còn nữa không có, tôi nói xong rồi đó. Anh chị chỉ xin có 2 phút để mà chào tạm biệt quý vị thôi, để mà chia tay quý vị thôi. Chứ bây giờ nói là nói xong rồi đó quý vị à. Trời ơi, ông Tiến Nguyễn này ông rành tôi quá, nó không bao giờ đúng 3 phút đâu. Hết 1 phút rồi nha, còn 2 phút. 5 giờ 18 phút. Quý vị sẽ thấy là đúng 5 giờ 20 phút anh chị sẽ tắt cái bụp. Sẽ out trình. Quý vị nghe từ đầu đến cuối ok ha, âm thanh không có trục trặc gì ha quý vị ha. Ở trước khi ngồi vô máy livestream là tôi khấn rồi, tôi khấn trước, tôi khấn sau, tôi khấn trên, khấn dưới, tôi nói đừng có mà xảy ra cái chuyện gì để cho tôi không có trở tay kịp. Mà những cái anh chị nào ở bên Facebook cũ này nè và YouTube cũ này nè, mà những anh chị mà nãy giờ anh chị có loáng thoáng thấy cái comment đó, ủa anh chị đi đâu từ lâu nay rồi đó, thì quý vị nên nhớ rằng là hễ mà lâu lâu quý vị không thấy anh chị là quý vị biết rằng là nó không cho anh chị livestream nữa, vậy thôi, chứ không có cái gì mà nó cho mình livestream mà mình không lái, đúng không? Thành ra hai cái trang cũ đó, Tâm Thức Việt TTV1 này nè, ở trên cả Facebook và YouTube là nó gỡ cái nút phát sóng trực tiếp. Thành thử anh chị phải lập hai cái căn nhà mới là anh chị TTV2 đó, để anh chị live tạm thời với quý vị. Nhưng mà bây giờ sau 90 ngày rồi nó cho mình khiếu nại. Thì sau khi anh chị khiếu nại thì 1 tháng rưỡi sau nó duyệt trở lại, thì nó cho lại mình cái nút livestream, thì anh chị live lại thôi, chứ anh chị đâu có đi đâu mất đâu. Những anh chị mà không có gặp anh chị á, trong vòng 4-5 tháng vừa rồi là chắc là tại quý vị tìm không ra anh chị bên căn nhà mới đó mà. Dạ, hello anh Nguyễn Minh nha, bây giờ mới tìm thấy diễn đàn của anh chị đó hả? Đó, thấy không? Nói chung là nó chặn mình đó, nó dìm mình đó, nó giấu mình đi đó. Ok. Nó chơi trò ma giấu đó quý vị. Quý vị nào chịu khó đi tìm, có thương thì đi tìm nhau thôi, chứ bây giờ biết làm sao. Rồi, 5 giờ 21 rồi đó. Rồi, bye bye. Bye bye chứ không thôi, ông kia ông cười tôi nữa. Anh chị bye bye quý vị nha. Anh chị cảm ơn quý vị rất nhiều nha. Ngày mai mình gặp lại nha. Ngày mai quý vị có rảnh thì vô nghe anh chị livestream tiếp nha quý vị nha. Mỗi ngày một chủ đề. Hôm nay nói chuyện rất có duyên. Ngày nào mà không có duyên anh ơi. Con người có duyên rồi thì ngày nào cũng có duyên hết trơn á. Anh chị chào tạm biệt quý vị nha. Anh chị cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Quý vị chịu khó đi ha, quý vị mà không thấy anh Chi ở Tâm Thức Việt TTV1 thì quý vị đi tìm anh Chi TTV2. Rồi quý vị tìm ra thì quý vị cứ chịu khó đi tìm ha, đào ba tấc đất lên tìm nó. Chứ bây giờ mấy cái đứa âm binh này nó giấu, nó giếm, nó dìm hàng mình dữ quá, bây giờ anh Chi đâu biết làm sao. Thôi giờ anh Chi bay nha, bay chứ không thôi ông này ông nhát rồi đó, quá 3 phút rồi đó. 4 phút, 5 phút mẹ nó rồi. 5 giờ 22 phút rồi. Rồi. Bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye. Quý vị đi ngủ nha. Các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon. Mấy anh chị nào ở Canada, ở Mỹ, một ngày làm việc suôn sẻ, tốt lành. Còn các anh chị nào ở châu Âu thì bây giờ đó, chiều tối rồi đó. Nhanh nhanh về nhà ra đoàn tụ cùng với gia đình chồng con đi. Chuẩn bị ăn tối. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngày mai anh chị sẽ gặp lại quý vị nha. Cũng trên cái khung giờ cố định như vậy. Còn mà trong ngày mà lúc nào hứng hứng mà điều kiện cho phép thì anh chị sẽ nhảy dù lên tám với quý vị. Nhưng mà vẫn hẹn quý vị là 9 giờ tối giờ Việt Nam trên chương trình livestream bình luận thời sự nữa nha quý vị nha. Cái gì nói gì nữa đi, thôi không có nói nữa, nói nhiêu đó đủ rồi. Bye bye, bye bye.